Xin chào anh em nhé. Bữa nay chủ nhật lên cái video để anh em xem về đồ nghề thôi. Cũng lâu nay mình không có bán đồ nghề. Rồi đi vào vấn đề luôn. Cây lục giác 10. Lục giác 10 đọc của cái điện thoại lé lắm. Lục giác CR-V10mm. CR-V10mm. Này cái này mình đây, cục lục giác 10. Một cái tủ vít này. Vít này vít gỗ, cái gỗ nhá. Gỗ này, đầu ngon lành. Mờ này. Đó, anh em nhìn xem. Đây. Đen trắng được. Đây. Thấy chưa? Rồi. Một cái kim cắt này. Kim cắt ok này. Chung là ok nhá, nhưng mà nó hơi cứng à. Anh em về tra dầu mỡ để sử dụng là nó ấy à, sử dụng là nó nhẹ nhàng à. Đây chữ này có chữ 860 rồi chữ gì đây này 860 với này chữ Victor là Nhật rồi. Nó hơi nặng nha. Xít nha. Đây xít. Đó, anh em nhìn xem nó xít. Xít sóng đó. Đó. Rồi. Cái cây này. Đó. Thêm cái giùa này. Cái giùa này. Giùa này là có chữ này, chữ có số này. Đó, có chữ có số. Chữ Nhật 2 phân. Đó, được 2 này. 2 cây này mấy ly à? 4 ly thôi. 4 ly. 2 4. Chữ dài 20. 20 phần được dùng á. Đó, nhám này, nhám nó của Nhật, nhám. Đó, cái này ba mặt, dù ở Nhật là ba mặt. Đó, rồi. Đứng đây này. Nha. Cái này cái mở vằn cái cây mà để xấy ren á, xấy ren trống á, đầu 8, đầu 6 đó. Rồi từ từ để đo nhá, đo nhá xem, cái này là một đầu 8, một đầu 10, đầu này 8 này, đầu này 10 này, đó, chiều dài nó được, cái này không bị dài đâu, dài ngắn nhưng được 13, đây, toàn bộ đây này. 4, 2, 3, 4, 5. Đó, 100k. 5 cái này 100k này. Mua rẻ bán rẻ nhé. Không có bị lời đâu. Đồ nghề chứ đặt. Đặt như vàng. Cái số 1 100k. Số 1 này. Rồi, cây số 2 này. Rồi, một số 2 này. Cái này cây để mà khải lưng. Đó,
nó cũng không có sắc lắm đâu nhá. Ba răng Khải Lương, ông bà già mà Khải Lương là tuyệt vời này đó, Khải Lương, Khải Gia, Khải rồi một cái này. Cái thứ hai này, cái thứ hai cái này là cái gì không biết, làm gì mà tôi cũng không biết. Đây bỏ nó này. Thế thôi, không biết nhổ cái gì hay là làm gì. Nó như đứng mới á, chưa sử dụng á. Này có tem nhãn này, Senko, Senko này, Na Ti Taiyo. Đó, không biết cái gì hết, tôi không biết làm cái gì hết đó. Đó, rồi hai cái này. Cái vít này, cái vít. Vít này là vít Nhật đấy nha. Cái chữ xe ban đâu này. Ủa, chữ không thấy đây. Cái nó vít còng. Ủa, qua thấy chữ xe ban này. Lau dầu rớt đâu đó, mất mất đâu đó, là đã bãi đó, không phải là đồ Trung Quốc đâu nha. Rồi cái vít này nó còn răng, nó còn sắc tuyệt vời. Hình như nó có hít sao á, có hít đấy. Rồi cái vít này nhỏ gọn này, nó nhỏ thôi. Cái này loại này Việt Nam đây, nhưng mà vẫn Việt Nam vẫn nó press à. Cái này chưa gì gì hết á. Rồi 2 3. Cái kim cắt xéo này. Xéo là không xéo không được. Victor này. Cái này ngắn đấy nha, không có dài đâu, nhỏ. Nó mà nó cũng đứng còn nặng. Cái này có 10 12 năm thôi. Đó, đo hết cỡ gần 13. Đó. Cũng cái một cái lục giác, cái này là lục giác mấy đấy, không có thấy số gì hết đấy, nhìn này ngon lành không thấy số. Cái này mất 6 á, lục giác 6 á, đúng rồi, lục giác 6 6 à. Đó cái này anh em nhìn xem tổng thể này. Đó 100k. Rồi, rồi 200. Đó, rồi 200k này. Rồi, sẽ tiếp tục số 3. Số 3 này. Là một cây kẹp này, kẹp này. Đây này. Nó rộng lắm. Kẹp được 9 phần luôn, 9 phần 4, 9 phần 3, kẹp 9 phần 3, đó, có chữ Nhật đây này, đây, chữ Nhật đây, đây trên này có chữ, đây, chữ A, trên này có chữ A này, đó, chữ nhỏ lên, đó, chữ này, chữ này, đó, rồi, thêm một cái vít trừ này này, một cái vít trừ này, chữ gì li ti đây này. Đó, có chữ li ti đó. Cái nhỏ. Trừ nhá. Gỗ, cái gỗ này. Đó. Hai cái này 100 này. Đó, bán rẻ cho anh em về xài, đồ này đồ xài, đồ nhặt. Cái chỗ mà không có, tôi ở đấy thì nhiều. Anh em mà chưa có thì nó mua về xài chứ cũng đắt đỏ gì đó. 300k. Đó. Rồi, tiếp tục số 4. Số 4 là một cây đây, cái này này. Đây, anh em hình dung ra là biết cái gì này. Cắt này. Tụt dây này. Tụt cái gì đây này. Đó, chỗ đúng đó. Không thấy chữ đâu, không thấy chữ nhá. Làm này là Nhật thì không phải là của chỗ này, màu phe gì đấy này. Đó
kín kín đó. Bên này, này. Còn đèn đen nó mới dễ đó nha, đèn đen đó. Đó. Một cái vụ lá này, vụ lá này, bên này có mẹ tí đây, bên này chưa, đó. Vụ thì không cần chữ đâu, lá này, này, đây có cái dấu đây, đây có cái dấu này. Đó, một cái lục giác 8. Lục giác 8 9 8 nó cái lục giác 8 này. Đây, chữ này. Hàng chữ này. Đó, hàng chữ. Đó, anh em đọc. Thôi, anh em xem. Chữ luôn chữ 8 ba cái này nhé, ba cái này nhé, 100k này. Anh em mà thấy rẻ thì ủng hộ thôi chứ 100k đó. Cái mở phe này, cắt này, tuốt dây này, đó, ba món, 100k, số 4, số 5 này, số 5 là một cái cắt ống là cắt được ống 27 nhá, đây này, lưỡi sắt, không mẻ, đó, anh em nhìn lưỡi này, không mẻ tí nào hết, không mẻ ống quân của MCC. MCC Japan này, MCC Japan cắt ống 27 hôm qua thì cắt rồi, ok, tròn, cắt tròn đẹp lắm, đó, đầu ra này, cắt này, đó, chưa, đó, ống 27, MCC Japan. Này chữ lâm râm gì đây này. Chỗ này là cái ốc này tôi vặn vô nha, nó rớt tôi vặn vô này. Ốc này là ốc của Việt Nam, tôi vặn vô đây này. Đó, ốc sáng này. Đó, đó nha. Nó nhỏ cũng không đáng kể lắm, nó không có hư thì tiếp tục vặn vô. Rồi, cái cái ống này cây số 5 5 rồi 120k rồi tiếp tục cây số 6 6 này. Đó, một cây cây mở gì này? Mở như mở nắp mở gì á xe ban này. Đó bên này chết chết về thì lâu nó dâu quá dâu hỏa đó mở ngam ra này. Đó cái này ép vô đây anh em mình xem răng của nó chưa ban chỗ này bị nứt tỉ bỏ này. Bỏ cây cô số nó tiến nhựa chứ cái nhựa đó cái này này nha, vặn đầu nắp nắp bên dưới quặp vô là vặn á, vặn là vặn này là vặn vặn vào á, vặn vào đây đó to cỡ này là được đây để nguyên bản của nó là được 7 này 7 này đó mà ra là được mười rồi một cây này cây cạo kẹp này kẹp nhỏ 50 đấy nhá. Cái này 50 50 là mấy mươi 50 đó chữ này tôi không đọc được. Anh cây này rồi anh em quen thuộc mình mua thêm về làm nó chứ dư gì anh em này cái gì có này, cũng nhặt chứ đầy ấy.
cái rùa này, rùa lá này, lanh này, lanh lăn này. Đó. Lanh lăn. Rùa lá này thì được có hai phân rưỡi dài 12. Đó, rùa đó, đơn giản này thôi. Một cái rùa lớn này, rùa này rùa tam giác này. Rùa tam giác nha, rùa tam giác tam giác đều á. Là được 12 ly. Đâu 16 ly, 17 ly. 17 ly nha. 17 ly đều 17 ly. Dài. Dài là 25. Dài 25. Đều này. Đó, rồi. Bộ này. 100k. Số 6 này, 100 này. Rồi, số 7. Số 7 này. Cái liêm này, liêm cắt mặt cán này. Anh em về còn làm cán, cán bể cắt mặt này. Nó bãi nó cắt á. Vui cắt á. Bể. Liêm sắc này, liêm sắc. Chưa? Thoải nó mơ lắm mày. Thoải nó thấy nó mơ lắm. Cái liêm này. Liêm không có chữ đâu. Đằng này nó có cái tem dán như lau dầu con tóc này. Tem dán nó vô tóc này. Anh em về làm cán này. Cột đỏ cái ống ở đây làm. Làm gì làm này. Một cái khoan. Một cái mũi khoan này. Đó. Chưa gãy răng nào. Không gãy răng nào đâu. Đó. Khoan này thì anh em biết rồi. Nhìn là biết. Đó. Đây. Có số con đấy nhưng mà. Khoan cây này khoan được phi. Phi 8 à 08 khoan là mấy đấy cái phi này số bi này số bi 08 vô lý này rồi số lý chết anh em nhìn kỹ này nhìn coi này đây này đó mình quan này. Cái vua này số này chữ này này rùa chữ nhật bằng giống cái trước cái rùa lục rùa bán nguyệt này bán nguyệt này có dấu có chữ này. Đó thấy chưa rồi bốn món này trăm này. Cây số 7 này. 100k này. Rồi tiếp tục số 8 này cái kẹp này quá lâu dầu mà bỏ nó ướt không dầu này dầu lửa nhá dầu lửa cây này không có thấy số không có thấy chữ qua lâu để lấy chữ mà không có không thấy đó, kẹp này cái này sẽ rất nặng đó không có chữ ở đây này đó đây chữ mở ra thì biết nha có chữ chữ đây chữ kẹp này đó mà loại này nó không hư đâu đó cái này nó rồng được bốn mươi lăm nha một cây cầm cái đục này đục không có cản đâu. Có cái khâu đồng ấy đồng gì giống đồng á đây có chữ này lục của chữ này đó lâu quá lâu sáng rồi nay để tìm cái chữ thôi mà đúng nó có chữ thật chưa mẹ chưa chết đó hai cái này 100k gãy cán nhá rồi cái số 8 100
500k này. Thấy chưa? Cái đục của Liki kẹp này. Rồi, cái số 9. Cái 9 này. Cái vua này. Đó, cái này dài 20 cùng 18 20 18 19 gì đó. Cái này 2 phân. Cái vít này. Cái này là vít còng này. Ngon lành này. Đó. Của hàng Toyota này. Toyota Moto. Đó. Cái này tôi vít đóng mà. Đóng nha. Đóng nó lòi cái lòi cái sắt đây này. Sắt nó đóng nhiều quá lòi sắt đây này. Ôi, cái này không tính, cái này ai xin cho. Đây, cái vít này này. Hồ lô này. Đó, dài, đây tôi vít chẹt này. Đó, cái mũi thì nó hơi ấy rồi, anh em về máy với cái mũi thì nó cũng hơi hơi mòn đấy nhá, về máy nhá. Cái đồ 5 chấm của nó có nhẹ thôi. Đó, 5 chấm, về máy cắt bớt thì cũng dài lắm. Cắt đến đây vừa này. Rồi cái vua này. Đồ cũ về cắt cho anh về mái chứ không ấy đâu. Cái đầu này nó dài lắm. Cái vua này. Một cái vua tròn này. Vua tròn. Nha, vua tròn nhá. Vua tròn cái này đường kính của nó là được 10 ly. Đường kính 10 ly. Lục giác này. Lục giác của đây chữ lùn nhau thế 10 lục giác 10 này AHDX2000 Toyo đấy này lục giác 10 này đó bốn cái này nha. Cái này thêm này nhá, cái này đóng nha, cái này để mà đóng này. Đóng cái lôi cửa này mà đâu cũng tốt này. Đó 9 100 cái này không có tính nữa nha. Để bỏ thêm cho đó số 9 này, 100k này. Rồi tiếp tục số 10 này. Cái nhíp này. Số 10 một cái nhíp này. Đó, nhíp vậy nha. Có sao là vậy á, cho nó mẹ tí đấy này. Đó, đang còn sắc á. Chỗ nào không biết chữ mà mài ra mà cũng chưa có thấy xác định cái chữ đâu. Thì mình chỉ nhặt là nó nằm đây chỗ này, bên này hơi hơi rét. Đó, trong này sáng không? Đó. Đây một lớp xi mà nhíp. Đó, chiều dài của nó được cái này được 12 này, gần 12. Tổng của cả 20 25, tổng của cả 25 này. Đó, gấp lên đây. Là này, một cây này. Cái dao ghép cành này. Lưỡi ghép cành nhá. Không có chữ đâu. Nó thế này này. Đây. Không biết nó làm cái này làm gì, nhưng mà bể đây. Được cành này. Một cái đục dấu này. Đục dấu nhọn quay này. Cực nhọn. Đó. Chưa sử dụng luôn. Đầu này nó ngon lành. Cùng chung giống như cái dùa nó làm ra đó. Đầu này nhằm nhám. Không phải dùa. Dùa khác này. Không phải dùa. Chữ. Chữ không có thấy chữ. Một cái vuột dấu này, cái này dấu tròn này, băng này, đâu này băng này, chữ này, chữ này, phải chữ
rồi hai cái này là cũng bằng nhau rồi, bằng nhau mà 15 phân, 15 phân. Những cái dao này mà ngon lành như là bán trăm mấy chục nghìn này. Đó, rồi bốn cái này 100 này. Cái số 10, 100k. Anh nào lấy nhiều con này chuyển khoản bao ship luôn. Số 10 này. 100 này. Đó. Rồi, một cái rùa này. Rùa nhà, rùa lại này. Đây, có số dấu này. Vứt quá, dầu lấy về chiều hôm qua, hôm nay là cái thứ bảy, hôm nay chủ nhật rồi, qua lau xong kéo này, có chữ này nhật này, có hàm đơn giá này, kéo không mẻ nha, không mẻ không gì hết nha. Đó, kéo này cắt chịu được, cắt tôn được, cắt xương được, cắt chịu được. Rồi anh em về gia cố mai đánh bóng là ok nhá, tôi không có đánh bóng nhá, đánh bóng bỏ hóa chất vào là nó bóng à, rồi mà tôi không có làm. Đó, cái tờ rô ren này, tờ rô ren này nó ghi nó ghi số 11, nó ghi số 11 này. Vì là cái ly dấu này, ly dấu này dấu chi trước cùng đây có cái chữ này, chữ này đó, đóng đầu này que đây, mà đầu này này anh em về mài đây là lấy dấu thôi, cái rùa này đó, bốn cái này đó, anh em xem tổng thể này đó. Rồi một cái này 100k. Cây số 11 100 này. 11 100k. Rồi tiếp tục cây 12. Cây 12 này là một cái kim cắt này. Đây chữ này, chữ gì anh em đọc cho tôi nhiều. Kiếm kiếm đồ lầy nó mà xài không được. Còn chưa xài được cho nên mà không có nói nhà cho nó tróc chi cho mình mẹ nhá. Đây, nó không có mẻ đâu. Đó. Cái rùa này, cái này rùa này dài nhá, này mộc ấy thì là ok, rùa dài, phần sử dụng 24, rộng 16-17, 26 nhé, 26 lý á. Đó, chữ này, cái này có chữ không thôi. Đây, những dấu Jeep này. Đây, một cái rùa bầu dục. Cái này là cái rùa bầu dục nhé, chứ không phải là rùa bản nguyệt đâu. Bầu dục. Rồi, chữ A này, con chữ A này. Đó. Rồi, ba cái này, 100k. Nhanh gọn này. 20-30 phút này. Mới có 11, 12, 100 này, 12, 100k, đó. Rồi, cái 13 này, cái 13 này, là một cái đầu này, cái này giống cái trước á, còn được chứ. Cây để bỏ trô ren á, bên trong á, đây này. Cái 8, bên 8, bên 10. Vì là một cái này anh em xem là cái này là nó mới quan trọng này. Đó, có cái tem ở đây chứ còn Nationa này. Cái điện thoại sao mới quá. Càng lâu càng hư. Đó, Nationa, thấy chưa? Đây, cái này nó có một mặt ở đây này. Có cái mặt ở đây thôi. Thấy không? Đó, nó có cái mặt ở đó.
rất sắc mà rất nhọn nhá, rất sắc mà rất rất nhọn. Qua thì thử siết cái kiếng mà nó rào, nó nghe 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 như kiểu nó cắt kiếng được á. Đây này, tôi nghĩ là cái mùi cắt kiếng, mùi cắt kiếng nó có cái nào mà nó làm cái này đâu, cái cắt kiếng cầm này cắt này. Đây, có cái hột lượng, có cái hột hột kim này. Xem nhá. Rồi cái này, này. Tờ rô đen này này. Nha. Đó. Được chưa? Thì dao ghép cành nhỏ nhỏ này, nó quấn thế này luôn, nó để thế này luôn. Trong cái lưỡi gì? Dao ghép cành nhỏ nhỏ. Chiết cành, chiết ghép cành. Cái này này. Cái này này. Cái này, cái này thứ hai này. Cái cánh thứ ba này. Đó, rồi ba cái này 100k. Đây, thêm như cái vít nhỏ này này. Vít nhỏ này, này. Nhỏ nhá, nó nhỏ thôi. Đó. Nhỏ thôi. Anh em xem cho cái vít to thì nó dễ rồi. Cái này được 11. Cái này được có mấy ly à? 3 ly à? Đó. To thì nó dễ rồi, nhưng cái nhỏ này nó quan trọng, như cái nhỏ vằn cũng có cái nào vằn hết á. Lồ nhỏ nằm, lồ nhỏ không có cái nào vằn đó. Ba cái này 100 này. Rồi cây số 13 này. Đó, 100k này. Rồi tiếp tục cây 14. Nha. Rồi 14 là như này bỏ túi bóng luôn đó. 14 là bỏ túi bóng ạ. Một cái đầu khẩu. Đầu khẩu này. Cái này mấy ta? Giáp ban thì đây mà đầu 13/16. 13/16. Một cái đầu 13 này. Đó. 13 này, đầu từ vít sang bu lông này. Vít sang bu lông. Đó. Một cái vít này. Vít này không thấy số. S mấy không thấy số. Rồi chỗ mà số thì nó lì. Nó lì dính Z rồi. Đó, đang mới luôn này. Như chưa sử dụng này. Đó. Một cái vít nhỏ nữa này. Nhỏ này nó vặn cho nghiêng này. Đó. Chữ gì đây này. Chữ này gì đây. Từ chữ gì đó, nhỏ nhỏ lắm thì lấy không được, cũng lấy không được, bỏ đây luôn. Ok, một cái này đo cái chiều này, trô ren đo chiều này được 16 này, 16 mà cái chữ của nó cũng nhìn thấy này. Nó có số có chữ hết chứ mà không nhìn thấy. Cái 16 này đồng người này. Ủa cái này thế này, bỏ cái phần kia này đồng này 10 này. 10 ly. Đó. Là mấy cây rồi? 2 cây đục khẩu, 1 cây đó, 3 cây, 4 cây. Rồi. 2 cây lục giác. Lục giác này lục 6, 2 cây 6 luôn. Cái này đúng 6. Cái này 6 và 2 cây 6 bỏ 1 cây này. Dùng 2 cây không xài được. 6 này. Đó, còn thêm một cái vít này. Cái vít này. Cái này nhá. Qua là cái hình dạng keo á, keo hình lên thì bóc ra.
đó, này kéo không phải gì đó. Đây đầu nó còn được ngon lành, nói chung là được thôi chứ ngon thì không phải đâu, ngon thì không ai vứt ra đâu. Đó cái cọng rồi đó, một cái lục giác nhỏ này, nhỏ tí tí đấy. Rồi đó sáu bỏ ra rồi, rồi đó nha, rồi cái gói này này, đây này, gói này anh em xem này. Đó hai cái đầu khẩu này, cái lục giác sáu này, cái đầu chuyển vít sang bu lông này, cái tờ rô ren đo được 16 ly này, cái tờ vít này, đó 100k nha. Rồi bỏ những cây này, ai vật trước cây này là ghim, cái ghim cái bán ghim á, cái bán ghim là đây này, cái ghim là ghim này này, bỏ luôn. Ai mua ghim rồi thì không để xài này, không ghim bỏ không được. Cái đó cũng đơn giản thôi, vứt. Rồi cái này là số, này là số 14 100k, 1400 này, 14 100k đó. Rồi tiếp tục cái 15 này, 15 là cũng kết này. Rồi 15 này, rồi 15 tổng kết nha. Này một cái bảo hiểm máy này, có số này đó, của Nhật tôi có số hết, bảo hiểm một cái lục giác sáu này, này lấy ra này hai này, một cái dao là ba này, dao rục giấy này, cái này trường nhỏ là của chi đấy này, xe ban này, trường nhỏ này, này của giao ăn này, đó dao rục giấy này, một cái vít này, vít này mẹ này, đó mẹ nhưng mà chưa hết cái chỗ 500 đâu, đây mẹ tí này, rồi anh em thấy không? Mẹ tí đó nha, thấy mẹ không? Đó về mài này. Tôi không có mài, tôi có đá, có đá, có máy nhưng tôi không có mài, để anh em về xử lý thôi chứ tôi không có làm. Tôi bạn có gì bạn về nảy chứ không có mày đâu. Đó bốn cái này này nha, cái này chắc phải bộ túi này, than này không ai lấy đâu, bỏ. Rồi cái đồ vít này này, vít này nó ngon này, cái còng này, còng này, nha, nó nhỏ gọn nhưng mất cái đít đằng sau này, hồ lô như như cái này này, đó, chưa, nhưng nó mất nắp đằng sau này, đó, về nhặt giấy đây được rồi, nó điện không dịch đâu, cái này làm điện mà, làm điện sống được mà, đó, rồi. Tất cả đây này, tất cả đây này, 1 2 3 4 5 100k đó, tổng kết hết ra 100k chưa. Rồi anh em ai có nhu cầu thì alo nhé, 15 này, số 15 này, cột lại này. Đó cái bảo hiểm này là bảo hiểm lấy ở bài mà lấy đồ nghề á, không có máy thì không có đâu. Máy anh thanh đi hết rồi, không có bán ạ, chờ thì chờ nửa tháng rồi không mới có rồi. Rồi 15 này 100k chưa. Rồi rồi giờ đến cái bộ phần này này, cái đầu này này, xe ban này, có chữ xe ban này, tháo cái máy ra, loại này tháo máy ra, đầu không kẹt nhá, đầu cam đoan là anh em là không kẹt nhá, đó tháo máy ra cái nào là ok hết rồi đó, không có kẹt đâu này. Đó đầu này, cái này là của Makita đó. Rồi cái số 1 này, cái số 16 đấy, 16 một cây là 50.000 nhá.
Đó, một cây 50.000 này. Số 16 này. 17 này. 17 này. 18 này. Đó, cái đầu này nhỏ nhỏ nhưng ngon này. Trung mày mày cũng mày ngon gì ngon. Đó, không kẹt đầu toàn bộ không kẹt hết nhá. 10 đầu 10 hết, đầu 10. Rồi, 18 này. 19 này. 9 cái này Hitachi, 9 gạch đít. Đó. Japan này. Bè, ba tem gì đây này. 19 này. Đó, không kẹt. Đó, 19 này. 20 này. Đó, một cái 50. Anh không phải đánh số tiền nữa. Không kẹt. 20 này, 21 này. 21 này. 22 này. Đó, 22 này. Cái này có cái đầu có cái ngược ở đó á. Anh em nào mà mua mà có cái ưng cái lại cái đầu ngược á thì nói nha. Một thùng to một nhiều thì không phải nữa. Anh em ưng cái đầu ngược á thì nói. Rồi, 22 này. 23 này. Đó. Cái 50.000. Rồi, tiếp tục. Rồi, anh em nào mà mua vào trước mà mua cái cây bản ghim rồi nữa thì bữa nay đây Nhật này, ghim Nhật này. Đúng, một hộp mà lên hộp mà về mà cho một mấy cây này. Cũng để làm cái này cho một, mấy cây này. Lấy bãi á, lấy mình mưa ướt luôn đó. Đây. Đó. Được chưa? Đây này. Ghim nó này. Đó. Ai xin cho cái này này. Mua là 50.000 đấy này. 50.000 một hộp về nữa. Mình xin cho này. Này. Đang cho cái này này. 2 lĩa này. 3 lĩa này. 3 lĩa này. 4 lĩa này. 5, 6 này. 7 này. 8 này. Đó, được có 8 liền này. 8 liền này thì 8 người. Đó. Rồi anh em nhớ nha. Ghim ai mà mua cái ghim kịp trước không thì bán cái ghim ấy rồi á. Ghim bật cái bấm ghim á. Cái đầu kẹp này bị vừa trước cái đầu của đầu máy khoan cái này kẹt không kẹt nhưng mà nó bị tróc một cái này này. Tróc cái lắp vốt chứ cũng nó ôi để đây đừng xài đỡ chứ có xài đỡ được rồi ôi để lại cái đó rồi có từng nó sản phẩm nữa rồi để thêm xem được có cái gì nữa này rồi mùi khoan này đây mùi khoan này cái này khoảng 21 ly từ máy bơm vít con gỗ á chưa vít này. 50.000 mũi. Khoan 50.000 mũi. Bê tông này, bê tông gai này. 50.000 mũi này. Con sắt, con sắt cho máy tiền này. Đó, 4 cái đầu hộp kim luôn này. Đó. Quét này, quét này quét gì chứ. Đầu này vuông. Khoan này 50.000 này. Mũi bê tông này nhỏ này, cái này 30. Nhỏ 30. Đây mình quét này, quét nó đầu vuông này, không biết nó làm cái gì đầu vuông này. Đó, mình khoan. Đây này. Mình khoan lên này. Mình quét này. Cái này không biết quét cái gì mà đầu này tròn này, mùi con sắt này,
Đó, nói chung loại này báo giá sao? Nó bê tông đục đục rồi như to này. To 50.000 này, to 50 ấy, cần thì ấy nó đó với nha. Video 45 phút rồi đó. Loại này mất cái nụ sau này, còn sau ban me bắt nụ sau đó, một khỏe to này, cùng vuông luôn, mùi hộp kim này, 50 này. Rồi ok, rồi video đến đây kết thúc quá nhá, 45-46 phút này. Anh em có chị thì alo nhá, chuyển khoản là nhiều, mua nhiều chuyển khoản thì bao ship được, ít không bao ship được đâu. Nói với còn 100.000 báo ship này, còn gì nữa. Đó, nói rõ ra như vậy. Đó, tổng thể một lần rồi này. Đó, còn 50 phút thì cho nó... Đây này, có pin này. Đây, có một cầu alo luôn này. Video đến đây tạm dừng. Còn anh em có gì alo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.